nhưng chẳng có ai để hình. Vậy chẳng ta bớt qua nhạt, chẳng ai buồn nhấn like. Có một tin nhắn tới ta cũng đủ thấy rộn ràng trong lòng. Vì đời ta hiếm có người mà in bụng trước ta. Nếu lòng có chút tâm tư cũng thật dần đắn đo chân trường, liệu có nên phót bài ngại chẳng ai buồn xem.